Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Lamborghini. Đây là một chiếc rất là đẹp, nằm trong bộ tập là Hydro Conquest. Sản phẩm mang mã quốc tế tên đầy đủ là Lamborghini Hydro Conquest L3.742.3.56.7. Một chiếc với đường kính khá là lớn, lên tới size 41mm, độ dày khoảng 10mm, cùng với cặp lung càng thiết kế khá là dài. Và với kích thước này thì anh em cổ tay cứ tầm 16,8cm trở lên thì mới có thể chơi được. Chiếc này của chúng ta sinh ra để dành cho những em nào mà chúng ta thích sử dụng nước. Với độ trúng nước lên tới 300m thì anh em ngoài đi mưa rửa tay chúng ta còn có thể đi bơi đi lặn mà không lo vào nước ạ. Và những chiếc đồng hồ mà có độ trúng nước cao như thế này thì bộ khung vỏ nó sẽ cấu tạo khá là dày, với bộ khung thép được thiết kế rất là dày dặn, và mặt kính của chúng ta được trang bị mặt kính sapphire cũng rất là dày thì mới chịu được cái áp suất lớn anh em nhá. Và những cái sản phẩm mà có độ trúng nước cao thì chúng ta sẽ có thêm một cái vòng tachymeter ở niềng benzen. Vòng này thì chúng ta có thể đo được cái áp suất khi mà chúng ta đi bơi đi lặn, chúng ta vặn ngược chiều kim đồng hồ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lum dạ quang nằm tại góc 12 giờ anh em nhá. Đó. Ở chiếc này của chúng ta sở hữu mặt đeo màu đen huyền bí và đi kèm sẽ làm sợi dây kim loại rất là sang trọng, lên tay cực kỳ thể thao nhá. Đó. Và toàn bộ của chúng ta các chỉ để mi được mạ PVD Yellow Gold. Anh em quan sát vòng tachymeter của chúng ta cũng được thiết kế dạng cạnh khía răng cưa này. Với thiết kế này thì anh em sẽ rất dễ dàng để vặn, xoay, vì nó sẽ tạo ra những cái ma sát để giúp anh em không bị trơn khi mà chúng ta vặn. Bên trong mặt số của chúng ta nổi bật với những cái vị trí đặc biệt là 6912 với thiết kế dạng số Arabic, và nó được phủ dạ quang rất là mạnh, cùng với những cái cọc số được thiết kế dạng tròn ở đây. Tất cả đều được gắn những cái lum dạ quang rất là sáng. Và chắc chắn rồi, những cái sản phẩm mà chuyên để đi bơi đi lặn này thì các cái lum này nó sẽ phát sáng cực kỳ mạnh khi mà anh em ở điều kiện thiếu sáng ạ. Chúng ta sẽ có kim dây chạy khá là mượt, với đầu kim chúng ta thì sẽ có dạng hình mũi tên và được sơn màu đỏ rất là nổi bật. Chúng ta sẽ có vị trí góc 3 giờ là một ô lịch ngày, góc 12 giờ là dòng chữ Lamborghini cùng biểu tượng cánh chim. Bộ kim của chúng ta được tạo hình rất là đẹp, với kim giờ kim phút được phủ dạ quang. Anh em mà đeo chiếc này vào ban đêm thực sự nó rất là đẹp. Mặt kính sử dụng sẽ là một mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước. Và anh em quan sát vị trí góc 3 giờ của chúng ta sẽ có một cái núm chính này. Và cái núm này của chúng ta được bảo vệ bởi hai cái tai nhô ra ở phần thân. Với thiết kế này thì nó không chỉ giúp cho chúng ta chiếc đồng hồ tăng đến phần nam tính mạnh mẽ, mà nó còn bảo vệ cái núm của chúng ta khỏi cái tác động mạnh gây đến gãy núm anh em nhé. Và với cái núm này thì chắc chắn rồi sẽ được cấu tạo dạng núm skill down. Anh em muốn tháo gen thì muốn kéo núm ra để chỉnh giờ lịch thì chúng ta phải tháo gen. Nó giống như một cái núm bắt cổ trai, và đã có rất là nhiều video mình hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cái núm này rồi. Anh em có thể dễ dàng lên có tay cũng như kéo núm ra để chỉnh giờ và lịch rất là tiện lợi. Đi kèm sẽ làm sợi dây kim loại được cấu tạo 3 chỉ, đặc trưng của dòng Conquest rồi. Các chỉ của chúng ta đều được thiết kế bằng thép đục đặc. Thực sự là lên tay chiếc Lamborghini này nó rất là nặng anh em nhé. Đi kèm nữa chúng ta sẽ có một bộ khóa của Lamborghini, và đây là bộ khóa thiết kế dạng đóng gập. Và nó sẽ có thêm một cái lớp chống bật ở đây. Đó, khi mà anh em gập vào thì nó sẽ như này. Và chúng ta đóng thêm một lớp này nữa để chống bật, rất là hay ho. Và bên trên của chúng ta có đầy đủ là 33 độ trúng nước 300m anh em nhé, với logo của Lamborghini được chuyện khác ạ. Và để mở bộ khóa này thì anh em chỉ cần cậy cái vị trí này thì cái lớp khóa chống bật của chúng ta ấy, lớp khóa an toàn, anh em có chơi thể thao mà chúng ta văng tay mạnh ấy, nó cũng rất là khó bị bật ra khỏi cổ tay của chúng ta. Đó, nó mở cực kỳ dễ dàng, mình mở vào một tay thôi nó cũng đã mở được rồi. Cuối cùng là phần đáy của chúng ta thì sẽ được thiết kế kín đáy. Và chắc chắn rồi, những cái sản phẩm chuyên để đi bơi đi lặn thì sẽ được cấu tạo dạng cái đáy kín, vì nó sẽ đảm bảo được cái độ chống nước cao. Như vậy thì phần đáy của chúng ta phải làm một cái bộ đáy rất là dày dặn, và nó cấu tạo dạng đáy gen. Chiếc này của chúng ta mang cho mình cái cỗ máy ETA L8 đời mới nhất của Lamborghini, với thời lượng chịu cót khủng lên tới 64 giờ. Phần đáy của chúng ta với biểu tượng cánh chim, đồng hồ cát có cánh, cùng với đầy đủ thông tin là Hydro Conquest. Đây là bộ sưu tập trên chiếc này. Một cái số series number là 49579887. Và chúng ta sẽ có một cái đầu mã refrigerant là L3742.3. Độ trúng nước rất là khủng, lên tới 300m. Mặt kính sử dụng là sapphire. Đó là đầy đủ thông tin của chúng ta. Chiếc Lamborghini này thì đang được bán mức giá retail trong store loanh quanh khoảng 40 triệu. Và trong video này thì bên mình về một chiếc qua sử dụng, độ mới còn rất là cao, còn đầy đủ hộp sổ thẻ của hãng đi kèm, và giao lưu lại với anh em mức giá chỉ 18.500.000 mà thôi. Nếu anh em quan tâm thì có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm. Địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi.
Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.